bố mẹ nào khi thấy con cái đến tuổi cập kê mà vẫn đi sớm về khuya một mình cũng đều chung tâm trạng mong ngóng, sốt ruột. Thậm chí, nhiều ông bố bà mẹ còn không thể kiên nhẫn ngồi đợi con dẫn người yêu về ra mắt, mà sẵn sàng ra tay manh mối, tìm kiếm một nửa cho con mình. Đặc biệt, đối với một người mẹ có đến 4 cậu con trai đã trưởng thành nhưng đều với đồng loạt như bà mẹ đến từ Nghệ An thì việc tìm con dâu tương lai là ưu tiên hàng đầu. Những ngày này, trên các trang mạng đồng loạt chia sẻ bức ảnh cùng lời giới thiệu được cho là tâm thư mà bà mẹ quê Nghệ An viết để tuyển con dâu. Nội dung của tâm thư ý như sau, cô là fan cứng của trang Nghệ An, thấy các cháu đăng ảnh hai gia đình ở Đô Lương và Diễn Châu tuyển người yêu cho năm cô con gái nên cô mạo muội nhờ các cháu đăng ảnh này lên tuyển giúp cô 4 cô con dâu cho 4 thằng cu nhà cô. Đứa nào cũng đẹp trai, rất gì và này nọ nhưng đến giờ vẫn ớt. Cháu nào ưng về làm dâu cửa lò không a, cô cảm ơn. Mẹ chồng quốc dân đăng tin tuyển con dâu cho 4 hốt boy của nhà chồng được. Đăng kèm bài viết là bức ảnh gia đình, chụp 4 cậu con trai cùng một bé gái đứng cạnh bố mẹ. Có thể nhận thấy, cả 4 cậu con trai đều sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, dễ mến. Ngay cả mẹ chồng cũng được nhận định là còn rất trẻ đẹp, phúc hậu. Bài đăng ngay lập tức thu hút hơn 30.000 lượt quan tâm. Hàng trăm cô gái nhanh chóng để lại comment ứng cử làm dâu cửa lò, không chỉ vì phải lòng các cậu con trai bảnh bao mà còn bởi sự yêu mến dành cho mẹ chồng vô tính, đáng yêu. Thông tin về 4 cậu con trai cũng nhanh chóng được dân mạng truy tìm. Được biết, 4 anh em lần lượt là Lê Đăng Vũ 1994, Lê Đăng Lực 1996, Lê Đăng Mạnh 2000 và cuối cùng là em trai út Lê Đăng Cường 2003. 4 cậu con trai được đánh giá là có ngoại hình điển trai, nam tính. Không chỉ sở hữu diện mạo cao ráo, điển trai, 4 anh em quê Nghệ An còn có profile khá ấn tượng. Được biết, anh Lê Đăng Vũ hiện đang làm cảnh sát biển ở Đà Nẵng, Lê Đăng Lực là du học sinh tại Anh. Cậu con trai thứ ba cũng du học ở Hàn Quốc, còn em trai út Lê Đăng Cường đang học tại New Zealand. Liên hệ với một trong 4 chàng trai, anh Lê Đăng Mạnh xác nhận bức ảnh đang lan truyền trên mạng chính là ảnh gia đình Mạnh chụp nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, khi cả nhà có dịp tề tụ đông đủ. Gia đình cực phẩm, ai cũng đều sở hữu ngoại hình lung linh. Tuy nhiên, sự thật về bức tâm thư kén dâu của mẹ lại khiến nhiều người bất ngờ. Anh Mạnh chia sẻ, thực ra hôm qua khi lướt Facebook, mình tình cờ thấy một bài đăng kén rể của bà mẹ có mấy cô con gái đến tuổi cập kê. Mình mới để lại bức ảnh cả nhà với bố ấy, bình luận vui là, gia đình mình có thua kém gì đâu, không biết hình mẫu lý tưởng của bác với con bác thế nào. Mời gia đình cô gái qua cửa lò nhé. Không ngờ admin diễn đàn lại bốt ảnh nhà mình lên, kèm theo dòng chia sẻ đùa vui, chứ không phải mẹ mình âm thầm gửi ảnh kèm tâm sự như thế đâu. Sự thật bức ảnh và tâm thư hoàn toàn không phải do mẹ chồng quốc dân đăng tải. Được biết, mẹ của 4 chàng hốt boy là cô Nguyễn Thị Nam, năm nay 48 tuổi. Dù không phải chính mình đăng ảnh, nhưng cô Nam cho hay cảm thấy rất vui khi các con được chú ý và ngợi khen. Thậm chí, cô Nguyễn Thị Nam đồng tình với bức tâm thư như nói hộ lòng mình, bởi chính xác là cả 4 cậu con trai của cô đều. Hiện tại, bức ảnh gia đình 4 chàng hô bo vẫn đang nhận được sự quan tâm, lượt tương tác cũng trên mạng, nhiều cô gái xin ứng tuyển làm con dâu. Anh Lê Đăng Vũ 1994 là con trai trưởng trong gia đình. Lê Đăng Lực 1996, con trai thứ hai đang du học tại Anh Quốc. Lê Đăng Mạnh 2000 là du học sinh Hàn Quốc. Cậu út Lê Đăng Cường 2003, chàng du học sinh New Zealand được các cô gái chú ý hơn cả vì khuôn mặt thư sinh, hiền lành. Anh Lê Đăng Mạnh chia sẻ thêm, mình có dịp về nhà chơi, bây giờ đang ngồi cùng bố mẹ, cả nhà quây quần trêu đùa nhau đây. Từ sáng đến giờ mình và các anh em đều liên tục nhận được tin nhắn làm quen, phải nói là loạn hết cả lên, ngoài sức tưởng tượng luôn. Tụi mình chưa bao giờ gặp tình huống thế này nên cũng không biết phải làm thế nào, cảm giác thực sự khó tả lắm. Bà mẹ U50 được ngợi khen bởi ngoại hình trẻ đẹp thách thức thời gian.
Các chàng trai khác trong gia đình cũng cho hay, nhân dịp này họ cũng muốn tranh thủ để tìm kiếm người yêu nếu có cơ hội và gặp được người phù hợp.